Em chào anh nha, em test cái bộ PS4 Slim Hack firmware 9.0 cho bác Đức Anh ở trong Bình Thuận. Đây bác cọc trước cho em rồi. Đây, bộ này Slim Hack nha, firmware 9.0, ổ cứng 500G. Đây, máy đây. Máy cũng còn khá đẹp anh nhá. Zin tem luôn, chưa hề sửa chữa gì đâu. Một tay theo máy. Đây máy góc lấy thêm một tay nữa. Đây tay này tay line new nhá. Tay khá đẹp luôn đấy. Tem bảo hành của em. Bản hack 9.0 này thì phải cần thêm một cái USB hack nữa. Đây, em kèm luôn cái USB cho bác nhá. Dây dở thì đầy đủ, đây là dây nguồn này. Dây này là dây HDMI này, kết nối với TV ấy. Còn cái dây này dây sạc cho tay nha, nó dùng cái cổng micro USB đấy, hết pin thì bác cắm vào đây đấy, còn cái đầu này sẽ cắm lên máy hoặc là cắm vào củ sạc điện thoại đều được nhá. Tay PS4 nó hỗ trợ sạc qua củ sạc điện thoại. Rồi em hướng dẫn anh cách lắp đặt và cách sử dụng máy hát nhá. Đằng trước này phím đây là phím bật nguồn này, phím to này, phím nhỏ là phím ra đĩa, cái khe nhét đĩa ở đây. Đây có hai cái cổng USB đằng trước nhá, sạc pin cho tay hoặc gắn thêm một cứng game ngoài nữa. Rồi đằng sau này cổng nguồn này, cổng AUX thì không dùng anh nhá, cổng HDMI này kết nối với TV này, cổng mạng đấy, con này có cả wifi nhưng máy hack thì không kết nối mạng nha, tuyệt đối không kết nối mạng mà. Đấy cái phần kết nối của nó như vậy. Đấy bây giờ em sẽ hướng dẫn anh cách bật hack, sử dụng máy hack. Được chưa? Bật máy thì bấm phím nguồn này trên thân hoặc bấm cái phím PS trên tay. Đấy, máy nó sẽ tự bật. Đây, đầu tiên thì em sâu cái thông tin của máy trước. Bên trên này chọn phần cài đặt này. X là chọn, còn O là back. Xem cái firmware của nó trước này, hệ thống này. Thông tin hệ thống này. Đấy, firmware của nó là 9.0 nhá. Hack được không? Mấy con này hack rất ngọt luôn. Ổ cứng đây, ổ cứng 500G. Đấy, 500G nó chỉ nhận 408.5 thôi. Đấy, và gần full nổ rồi, không cài được thêm game đâu. Đấy là phần về thông tin của máy. Tiếp nữa thì em hướng dẫn bác kết nối cái tay 2. Đây, tay 2 thì khi mà bác bật tay này lên. Đấy, bật tay lên thì nó sẽ hỏi là kết nối cái tay này với cái tài khoản nào. Thì em đã tạo sẵn cái tài khoản tay 2 này, chọn sang cái phần tay 2. Đấy, và chọn nó thôi, chứ đừng chọn tay 1 nhá, đừng chọn cái tài khoản này. Tài khoản này thì là cái tay 1 nó đang kết nối, bác chọn vào thì tay 1 lại mất kết nối đi. Đấy, mình mới chọn tài khoản tay 2, em tạo sẵn hai tài khoản này. Đấy, thì hai tay nó đều kết nối với máy, một cái màu đỏ, một cái màu xanh. Rồi. Đây khi mà chưa bật hack ấy, thì game nó sẽ có hình cái khóa này, tất cả game đều có hình khóa nhé. Đấy, và bấm vào sẽ không chơi được đâu. À, thử chọn game này. Đấy, nó sẽ báo lỗi. Đấy, bây giờ phải bật hack mới chơi được, mỗi lần bật máy lên phải bật hack. Bật hack thì anh vào đây, vào cái trình duyệt internet này nhé, bấm vào nó thôi, không đợi nó lốt cái trang hack lên, không cần kết nối internet nhá, tuyệt đối không kết nối internet đâu. Đấy, nó lên cái giao diện này thì anh chọn cái phần này, Golden Hand 2.0B này. Đấy, và đợi.
Đấy, khi mà nó hiện ra cái thông báo như này, nó yêu cầu là insert cái USB này. Đấy, thì mình sẽ cắm cái USB hack này vào. Đấy, cắm cái USB này vào. Đấy, đợi giờ máy nó nhận USB. Nó nhận USB nó sẽ có một cái thông báo đây, cái notify này. Đấy, nó có notify này. Hệ thống thiết bị lưu trữ này. Được chưa? Đấy, nó hiện lên cái thông báo đấy. Thì mình sẽ chọn cái OK, bấm cái OK để nó hack. Đấy, nó hiện ra cái bộ bắp này là thành công nhá. Rất nhanh. Không về gì nếu không là rất nhanh luôn. Bỏ qua cái này đi. Bây giờ thì bấm cái phím này để bác ra bên ngoài, như thế là bật hack thành công rồi. Sau đó thì bác rút cái USB ra nhé, rút USB ra và để lần sau bật hack tiếp. OK chưa? Đấy, chị nhầm không này, bật hack rất ngọt luôn. Rồi đợi lúc game nó sẽ mất khóa nhá. Đấy, mất khóa rồi đấy, được chưa? Mà không cần mất khóa đâu, mình vào chơi luôn, bật hack thành công là chơi luôn đây này. Muốn biết là hack thành công hay không, nó vào phần cài đặt này. Đấy, nó có thêm một chữ golden hand này này. Đấy, tức là máy đã bật hack, được chưa? Đấy, thế thôi. Game đây, game thì cài theo yêu cầu của bác nhé. Batman này, Spiderman này, God of War 4 này, con này có Việt hóa nhé. Red Dead 2 này, Star Wars này, với cả cái The Spin 3 này, cái này có Việt hóa này. It Talk To, cái này thì em game này em mới đào về thôi, mới đào được, cái này mới có, được chưa? À, ví dụ vào lại game này, đấy nó không báo lỗi nữa, bản này sẽ có Việt hóa. Đấy, biệt hóa đấy, ấn phím bất kỳ để tiếp tục này. Đấy, nó có biệt hóa hết đấy. Cái này có vẻ là hoàn phép đấy. Thank you.
nhìn trên map các bạn, bản đồ rồi. Đó, màu đỏ đỏ rồi, chắc là zombie ấy. Lấy đồ. Thank you.
Ôi, biết chơi như nào đâu. À, thoát game thì anh giữ lì cái phím này này. Đấy, xong rồi chọn đóng ứng dụng và nó thoát game. Thế thôi, game thì anh về anh tự trải nghiệm nhá. Em chỉ test thế thôi, máy ok đấy. Đấy, cách bật hack là như vậy. Rồi, tắt máy này. Chọn phần nguồn. Tùy chọn nguồn, tắt nguồn. Đấy, em ship cho bác Đức Anh nhá. Bộ Slim Hack firmware 9.0 hai tay kèm thêm cái USB hack. Đấy, dây dợ đầy đủ. Bác nào có nhu cầu thì comment phía dưới video giúp em nhé, hoặc là inbox Zalo, Facebook trong phần mô tả video. Cảm ơn các bác đã theo dõi.